Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của ông Thanh Đức Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, hôm nay clip của ngày 29 tháng 2 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo một lô sản phẩm về với cửa hàng ngày hôm nay. Toàn là những sản phẩm siêu VIP. Toàn là những sản phẩm siêu VIP còn nguyên thùng hộp và có những sản phẩm mới tinh, chưa qua sử dụng. Và ngày hôm nay cập bến với cửa hàng audio Đức Hạnh là 4 cặp loa đến từ đất nước Mỹ và những chiếc Omni đến từ đất nước Nhật Bản. Những chiếc đầu CD đến từ đất nước Nhật Bản. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, như trước màn hình quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng các thiết bị audio hàng cao cấp đã cập bến với cửa hàng trong ngày 29 tháng 2 năm 2020. Vâng, đây là một lô sản phẩm cực VIP về với cửa hàng và là những sản phẩm được cửa hàng tuyển chọn, lựa chọn đẹp xuất sắc về với cửa hàng. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những modem về trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay có về được 3 cặp loa Bose 301 Series 2 và 301 Series 3 4.2 Series 2 và duy nhất có một cặp loa AR90 còn nguyên thùng xốp, cửa hàng cũng đã trưng bày ra trước mắt quý vị và các bạn đây. Những chiếc Omni Macintosh, những chiếc Omni Nukman, đầu CD Acoustic, những chiếc Omni Sansui. Vâng, quý vị và các bạn hãy chú ý lắng nghe clip này. Cửa hàng sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc có thể tham khảo. Và yêu thích những sản phẩm gì thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại trên tấm biển đỏ kia. Vâng, tiếp tục ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cập nhật tiếp hai chiếc máy lọc khí bù ẩm của hãng Hitachi phiên bản cao nhất đời 2019. Và những chiếc này thì cửa hàng cũng đã cung cấp ra thị trường khá nhiều rồi. Ngày hôm nay về với cửa hàng duy nhất được hai chiếc có màu vàng cát và còn nguyên đai kiện, cửa hàng chưa hề bóc ra luôn nhé. Có màu vàng cát, máy 90. Những chiếc máy lọc khí bù ẩm đời cao cấp này thì được thiết kế phím cảm ứng đằng trước và sử dụng rất là ok, nhất là trong mùa dịch bệnh đang hoành hành thì quý khách hàng hãy lựa chọn riêng cho gia đình mình những chiếc máy lọc khí bù ẩm và những chiếc máy hút ẩm. Và những chiếc máy này thì có cả diệt khuẩn luôn. Đời 2019 và hai chiếc này đều có màu vàng cát về với cửa hàng ngày hôm nay nhé. Mang mã số 244 và 245 này. Hàng cũng về rất nhiều, cửa hàng cũng quay qua và quay nhanh cho quý khách hàng đây. Tiếp theo về với cửa hàng ngày hôm nay thì duy nhất có một chiếc quạt hàng mới tinh đời 2019 Panasonic. Cửa hàng cũng đã tự tay khui thùng và cũng đã lắp tại đây để cho quý khách hàng cảm nhận vẻ đẹp của một chiếc quạt Panasonic CS339N. Vâng, cửa hàng cũng đã bóc ra đây. Thùng hộp đây là sản phẩm mới tinh nhé. Vâng, cánh và tất cả phụ kiện được bọc trong một thùng xốp bảo vệ. Vâng, chiếc quạt này thì được sản xuất năm 2019. Và chiếc quạt cây. Vâng, chiếc quạt này thì chắc cũng có chiều cao là 1m2 đây. Cửa hàng cũng làm clip vội nên cũng không đo. Và có sải cánh 30. Có sải cánh 30. Và đây là một chiếc quạt công nghệ mới. Có nano khử mùi, diệt khuẩn và có 8 chế độ gió. Chế độ ban đêm, chế độ cảm biến nhiệt và điều khiển, có điều khiển từ xa. Chiếc quạt này là một chiếc quạt được chạy động cơ vận hành rất là êm ái, tiết kiệm điện. Vâng, chiếc quạt nano khử mùi
diệt khuẩn. Như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây, cửa hàng cập nhật duy nhất được một chiếc hàng mới tinh. Vâng, đây là một chiếc điều khiển này. Điều khiển. Và tất cả thì cũng được ở trong một quyển Captono này rồi. Quý vị và các bạn sử dụng chiếc này thì sẽ biết. Và chiếc này được sử dụng điện 100V, hàng Nhật nhé. 100V. Vâng, dây điện và cửa hàng cũng đã cắm đây rồi. Vâng, đây cửa hàng cũng phải đánh dấu luôn điện 100V. Vâng, ông xã ngủ rồi, chẳng may ngày mai dậy lại cứ tưởng quạt mới cắm 220V này, chết em luôn ấy. Vâng, phía dưới thì rất là mỏng luôn và được thiết kế rất là đẹp. Vâng, cửa hàng thì vừa sản phẩm vừa về với cửa hàng nên cửa hàng cũng chưa nắm bắt được hết thông tin của chiếc này. Và quý khách hàng có thể sử dụng trong những cuốn Captono này, họ ghi rất là đầy đủ luôn. Có thể quý vị và các bạn có thể sử dụng một chiếc điện thoại và cài đặt chế độ tiếng Nhật vào thì cũng như cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh vậy, làm chế độ tự động thì soi được hết các chức năng để sử dụng những sản phẩm bên Nhật nhé. Vâng, cửa hàng xin thông báo lại với quý khách hàng một chiếc quạt Panasonic quạt cây. Vâng, chiếc này thì chắc cũng có chiều cao là 1m2 đây. Và đây là một sản phẩm công nghệ mới, nano khử mùi, diệt khuẩn và có 8 chế độ gió, chế độ ban đêm, chế độ cảm biến nhiệt, điều khiển từ xa. Màu cánh thì là một màu cánh trong. Vâng, có duy nhất một chiếc thôi. Phía sau đây. Vâng, clip chắc sẽ dài lên, cửa hàng cũng sẽ làm nhanh cho quý khách hàng. Tiếp theo, ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh có cập nhật được một cặp loa rất là đặc biệt với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh ngày hôm nay. Là một cặp loa AR90 còn nguyên thùng xốp vừa về. Vâng, đây là vẻ đẹp của cặp loa AR90 còn nguyên thùng xốp vừa về với cửa hàng. Vâng, sản phẩm này thì theo cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh đánh giá này, cặp loa có vẻ đẹp nghẹn lời luôn với một bộ sản phẩm còn nguyên thùng hộp như vậy. Và cửa hàng xin giới thiệu đến quý khách hàng, đây là một bộ e-căng. Một bộ e-căng của cặp loa AR90. Và cặp loa AR90 đời chót củ vuông bánh trưng. Củ vuông bánh trưng, căng thì chưa qua sử dụng luôn. Vâng, cặp loa thì còn nguyên thùng xốp mới, còn rất là mới luôn. Vâng, thùng xốp thì qua thời gian thì cũng đã ngả màu và cũng có mủn rách đi rồi. Vâng, đây phía trên đây. Đặc biệt hơn nữa thì cặp loa về trong ngày hôm nay AR90 đời chót củ vuông bánh trưng. Và như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây, từ cả vâng, hai căng chèn với nhau. Mỗi bên là một căng của một loa. Thì màu đen này, đen tuyền luôn. Như tóc gái, cô gái 18 luôn. Đẹp mỹ mãn. Không có điểm trừ luôn về sản phẩm ngày hôm nay. Vâng, cặp loa AR90 có vẻ đẹp mỹ mãn như vậy. Một vẻ đẹp tiềm ẩn. Vâng, sản phẩm này thì đẹp mỹ mãn luôn. Đến nay cũng gần 30 năm. Và ngày hôm nay về với Đức Hạnh thì mới tiết lộ được vẻ đẹp của sản phẩm. Vâng, đây cửa hàng chưa hề vệ sinh luôn nhé. Chưa lau chùi, không qua tút tát. Zin nguyên bản 100%. Vâng, cặp loa thì về với cửa hàng có một vẻ đẹp tiềm ẩn. Vâng, cặp loa thì theo như cô chủ đánh giá thì em càng lớn em lại càng xinh. Và rất mặn mà với chất âm của AR90, chất âm tuyệt vời luôn.
Vâng, quay ở vế này thì cửa hàng cũng mất đi một phần ánh sáng rất là đẹp. Vâng, vế này thì quý khách hàng nhìn sẽ rõ hơn. Và đây cửa hàng có 3 bóng điện, phía kia thì sẽ mất đi độ đẹp của sản phẩm luôn. Vâng, mới như vậy cơ mà. Vâng, cặp loa AR90 về trong ngày hôm nay. Nó còn nguyên thùng xốp và căng đi kèm của sản phẩm cũng còn nguyên thùng luôn cơ ạ. Và căng quý khách hàng đang nhìn thấy đây thì có vẻ đẹp mỹ mãn rồi. Như một màu đen của cô gái mới lớn 18 tuổi. Cũng có thể cửa hàng quảng cáo hơi quá đáng một chút, nhưng quý khách hàng cũng sẽ cùng với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh trải nghiệm sản phẩm còn đẹp như vậy. Vâng, đây là những sản phẩm hàng sưu tầm được cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh lựa chọn và đã săn lùng những sản phẩm hiếm để cho quý vị và các bạn có thể được sở hữu một cặp loa có vẻ đẹp như vậy, có thể tặng những người anh em của mình. Vâng, đây cặp loa thì có 2 bát sườn. Và tiếp theo đến cặp loa đến từ đất nước Mỹ, 301 series 2, có một cặp có vẻ đẹp mỹ mãn này, giá thì 8.500.000 đồng. Cặp loa Boss 4.2 series 2, ngày hôm nay có một cặp và hiện tại cửa hàng đang có một cặp phía sau kia. Ngày hôm nay về với cửa hàng được một cặp loa đẹp mỹ mãn. Vâng, những cặp loa này thì không xa lạ gì với khách hàng rồi. Tiếp theo đến một cặp loa 301 series 3 có thùng màu vàng về trong ngày hôm nay. 301 series 3 có thùng màu vàng thì tại thời điểm này là có giá là 15.800. Cặp loa 8.2 series 2. 4.2. Xin lỗi. Có giá là 17.800. 17.800 nhé. Vâng, cửa hàng sẽ giới thiệu về sản phẩm audio trước cho quý khách hàng được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn những sản phẩm này. Vâng, ngày hôm nay về với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì có một chiếc âm ni Nukman N509S còn nguyên thùng hộp và được thiết kế gỗ bóng piano phía trên. Gỗ bóng piano phía trên. Như chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây có một vẻ đẹp 99%. 99% cho một chiếc âm ni Nukman N509S. Vâng, quý vị và các bạn có thể soi gương được trên bộ sản phẩm mà ngày hôm nay cửa hàng giới thiệu cho quý khách hàng. Vâng, sản phẩm đi kèm thì có dây nguồn, khiển zin trong hộp Captono. Giá tại thời điểm này thì chiếc âm ni Nukman N509S có giá dưới 61 triệu. Dưới 61 triệu. Dưới 61 triệu nhé. Vâng, tiếp theo đến sản phẩm ngày hôm nay cửa hàng xin ra mắt cho quý khách hàng trong clip thông báo hàng về của ngày 29 tháng 2 năm 2020 là một chiếc âm ni Nook, xin lỗi, một chiếc âm ni Macintosh MA8000 hàng mới. MA8000 hàng mới. Mới tinh luôn này. Phía dưới còn nguyên cả một miếng gỗ. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết chiếc âm ni Macintosh MA8000 về trong ngày hôm nay còn nguyên thùng hộp, có độ đẹp và độ mới như sau. Đây là tất cả những phụ kiện đi kèm, hàng mới tinh. MA8000 còn nguyên xốp sách và phiếu bảo hành 12 tháng. Vâng, đây phiếu bảo hành của sản phẩm đây. 12 tháng. Của công ty Đông Thành Hòa Phúc. Và
một chiếc Omni Macintosh MA8000 về với cửa hàng ngày hôm nay. Thì quý khách hàng đang được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn sản phẩm đây. Cửa hàng cũng đã cắm điện và trưng bày trước mắt quý vị và các bạn. Chiếc Omni này thì còn nguyên thùng xốp, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Vâng, đi kèm của sản phẩm thì có một chiếc điều khiển và dây nguồn của sản phẩm đây. Đây là một bản đồ thiết kế cắm rắc của sản phẩm. Quý khách hàng có thể xem trên quyển Cartono này là biết. Vâng, những chiếc Omni Macintosh MA8000 như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Thì quý khách hàng có thể đánh với những cặp loa JBL, có thể đánh với những cặp loa Tannoy hàng cao cấp và những cặp loa như 4344 MK2 mới về đây. Cửa hàng về để phục vụ cho luôn cặp loa 4344 MK2. Khi có thời gian, cửa hàng sẽ có một bản test đăng lên kênh của mình cho quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của chiếc Omni Macintosh MA8000 hàng mới tinh. Vâng, đây vẻ đẹp của sản phẩm thì quý khách hàng không phải năn tăn gì về sản phẩm mới nữa. Tất cả là hàng VIP được tuyển chọn và đây là sản phẩm còn mới tinh, chưa qua sử dụng. Vâng, sản phẩm này thì quý khách hàng đang được nhìn thấy đây. Xoay gương được trên sản phẩm luôn khi chúng ta cắm điện vào. Vâng, đây là một chiếc Omni Macintosh MA8000. Tại thời điểm này, hàng mới, cửa hàng đang bán với giá là dưới 160 triệu. Dưới 160 triệu nhé. Vâng, chiếc dây hơi bị lỏng. Vâng, đây vẻ đẹp của sản phẩm là một chiếc Omni Macintosh MA8000. Ngày hôm nay cửa hàng đang ra mắt cho quý khách hàng một chiếc Omni có vẻ đẹp 100%. Vâng, thùng xốp của sản phẩm thì cửa hàng cũng đã bóc và trưng bày ra đây cho quý khách hàng. Giá tại thời điểm này thì nó có giá là dưới 160 triệu. Hàng mới tinh. Tiếp theo đến sản phẩm về trong ngày hôm nay là một chiếc Omni Sansui G8000. Một chiếc Omni Sansui G8000 có vẻ đẹp mỹ mãn như trước màn hình quý vị và các bạn đây. Có độ đẹp 98% cho chiếc Omni Sansui G8000 về trong ngày hôm nay. Đẹp không tì vết luôn. Giá tại thời điểm này thì có giá là dưới 52 triệu. Dưới 52 triệu. Vâng, tất cả lúm lút quý vị và các bạn hãy cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh kiểm tra lại một lần chi tiết này. Tiếp theo đến một sản phẩm về trong ngày hôm nay là một chiếc đầu CD Acouphase DP430. Chiếc đầu CD Acouphase DP430 chưa qua sử dụng. Đây là hàng trưng bày tại siêu thị Nhật. Về với cửa hàng ngày hôm nay thì nó có khoảng giá là trên 80 triệu. Trên 80 triệu. Hôm trước thì cửa hàng có một chiếc thì vị khách hàng đến từ Quảng Ninh anh cũng đã lựa chọn rồi. Ngày hôm nay cửa hàng có về được duy nhất một chiếc Acouphase DP430. Và tại thời điểm này thì cửa hàng đang có DP67 và DP410. Cửa hàng cũng đã đang test kia rồi. Những chiếc Omni Acouphase thì bên cửa hàng còn rất nhiều. Và đến sản phẩm là một chiếc đầu CD về với cửa hàng. Quý vị và các bạn cùng với cửa hàng âm thanh Hạnh nhìn này. Một chiếc đầu CD Denon. Đẹp không tì vết luôn. CD 3500 RG.
hồi gỗ hai bên và phía trên cũng có hồi gỗ. Và độ mới của sản phẩm thì 99% luôn. 99% luôn. Đẹp kinh khủng. Không một tí vết luôn. Gỗ trên được làm bằng gỗ pialo rất là bóng. Quý khách hàng có thể mua về tặng cho những người vợ của mình khi cần thiết trang điểm qua chiếc này thì rất là ok. Vâng, cửa hàng cũng nói vui vậy thôi. Một chiếc âm ly có vẻ đẹp, một chiếc đầu CD có vẻ đẹp, cửa hàng cũng muốn giới thiệu đến quý khách hàng. Đây là độ đẹp của sản phẩm. Cửa hàng có nói quá hơn một chút thì quý khách hàng hãy thông cảm, bởi vì cửa hàng bán hàng online nên phải giới thiệu chuẩn về sản phẩm để quý khách hàng có thể bỏ những đồng tiền ra mua cho mình xứng đáng. Hình như em chưa biết sử dụng luôn. Vâng, chiếc đầu CD về trong ngày hôm nay 3500 RG có vẻ đẹp 98-99%. Đẹp mỹ mãn luôn này. Giá thì dưới 18 triệu. Dưới 18 triệu cho một sản phẩm hàng siêu tầm. Đây là một sản phẩm được cửa hàng âm thanh Đức Hạnh siêu tầm. Hồi gỗ hai bên và trên nóc thì soi gương được trên sản phẩm này. Vâng, tiếp theo đến một sản phẩm mà cửa hàng muốn giới thiệu đến quý khách hàng, cũng như những clip hàng ngày cửa hàng thông báo cho quý khách hàng, là những chiếc máy hút ẩm về trong ngày. Thì ngày hôm nay có cập bến với cửa hàng được 4 chiếc máy hút ẩm có sử dụng điện 220V và có dung tích hút lớn. Một chiếc 246 là một chiếc có dung tích hút là 22 lít trên một ngày và được sử dụng điện 220V, hàng made in Japan. Chiếc này thì ngày hôm qua cửa hàng cũng về một chiếc, hôm kia cũng về một chiếc, đều được khách hàng chốt luôn. Vâng, độ mới của sản phẩm này, chiếc này thì vẫn khác chiếc ngày hôm qua nhé. Hôm qua một tem to tướng ở đây luôn, chiếc này thì tem nhỏ. Độ mới của sản phẩm đây, cửa hàng cũng đã dịch sang tiếng Việt cho quý khách hàng rồi. Chạy điện 220V và có dung tích hút là 22 lít trên một ngày. Tiếp theo đến một chiếc 247 có dung tích hút là 20 lít. Được sử dụng điện 220V. Chiếc này thì của hãng Hitachi. Quý khách hàng không xa lạ gì với sản phẩm này nữa rồi. Tiếp theo đến một chiếc 248 về trong ngày hôm nay. Nó có độ đẹp mỹ mãn. Mitsu chân voi. Chiếc này có dung tích hút là 20 lít trên một ngày. Được sử dụng điện 220V. Hàng rất là đẹp. Và sản phẩm VIP như chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây, một chiếc hút ẩm cuối cùng về trong ngày hôm nay, cửa hàng đang giới thiệu đến quý khách hàng một chiếc máy có 102. Vâng, một chiếc máy có 102. Mang mã số 249, chiếc này thì có dung tích hút một ngày là 23 lít của hãng Hitachi. Hitachi này. Đèn xanh nổi lên này. Phía dưới can nước cũng có đèn xanh luôn. Quý vị và các bạn có thể dùng thành đèn ngủ luôn bằng một chiếc máy hút ẩm hàng cao cấp rất là hiếm có trên thị trường. Có 102 như chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Một chiếc máy hút VIP có 102. Có rất nhiều tính năng và chiếc này thì được sử dụng điện 220V. Vâng, độ đẹp của sản phẩm đây. Quảng cáo như vậy thì chắc chắn sẽ mất ngay rồi. Còn quý khách hàng không mua, em sẽ để dùng. Vâng, nhiều khi bán những sản phẩm thì hàng đẹp lại cứ phải nhường khách. Tốc độ gió này, cài đặt độ ẩm này, âm thanh này, sấy quần áo này, diệt khuẩn này, tự động hút ẩm này,
hút ẩm liên tục này. Độ ẩm này, độ ẩm gợi ý này. Tiết kiệm điện này, nọc khí này. Hẹn giờ này. Khóa trẻ em này. Hẹn giờ chiếc này thì hẹn giờ đến 12 tiếng cơ. 12 tiếng, so với những chiếc máy khác thì chỉ có 9 tiếng thôi. Nhưng chiếc này thì hẹn giờ là 12 tiếng. Và độ đẹp của sản phẩm thì quý khách hàng đang được chiêm ngưỡng đây. Một chiếc máy cực VIP về trong ngày hôm nay, mang mã số 249, có dung tích hút là 23 lít trên một ngày. Và đang được sử dụng điện 220V hàng suất. Vâng, tùy theo tốc độ gió của sản phẩm, quý khách hàng sẽ lựa chọn. Máy chạy rất êm. Vâng, và sản phẩm cuối cùng là ngày hôm nay cửa hàng có về được 5 cặp dây AV, 5 cặp dây AV của hãng Audio. Giá là 1 triệu 200 nghìn đồng một cặp, có 5 cặp. Vâng, đây là một cặp loa AR90 còn nguyên thùng xốp như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Cửa hàng cũng đã sẽ bóc cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng thử. Đây là hàng siêu VIP được cửa hàng lựa chọn trong clip hàng về của ngày hôm nay, ngày 29 tháng 2 năm 2020. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Và Âm Thanh Nữ Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo để cửa hàng đăng những sản phẩm về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn. Vâng, một clip thông báo hàng về sớm mới có 10 giờ 30 phút thôi. Xin thân ái, chào tạm biệt.